Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tôi Là Hoàng Hiếu. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia Kickstarter trên sàn Mix Global như thế nào. Thì trong cái video trước thì mình cũng đã nói về sàn Mix Global, cách đăng ký và xác thực hoặc là trên website kungfubhb.com thì mình cũng đã có một bài viết rất là chi tiết từng bước hướng dẫn các bạn cách đăng ký và xác thực tài khoản trên sàn đó. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình thấy có một cái sự kiện Kickstarter đang diễn ra trên sàn Mix Global, thì mình sẽ làm video demo cho các bạn xem thật là trực quan cái cách mà mình sẽ mua cái đồng MX token trên sàn Mix Global và mình sẽ tham gia vào Kickstarter như thế nào. Thì mình nói sơ về Kickstarter đây. Thì khi mà các bạn đã đăng nhập vào sàn Mix, đây là giao diện sàn Mix các bạn đã đăng nhập vào, và các bạn tìm đến một tên Kickstarter đây. Thì đây chính là những cái chương trình bỏ phiếu, đây là bỏ phiếu và nhận token hoàn toàn miễn phí mà mình đã giới thiệu. Thì mình cũng chia sẻ sơ về để nó giống như là các bạn khi mà các bạn sở hữu cái đồng MX token. Đây, MX token chính là cái đồng này. Thì đây chính là một cái đồng coin tiện ích của sàn Mix Global. Thì khi mà các bạn sở hữu cái đồng này thì bạn sẽ được tham gia vào cái mục earn, những cái chức năng kiếm tiền từ cái sàn Mix Global. Và trong đó cái chức năng mà mình đang nói đến đó là chức năng Kickstarter. Thì đây là một chức năng các bạn sở hữu cái đồng MX và các bạn tham gia vào, các bạn bình chọn bỏ phiếu và các bạn sẽ nhận được token của cái dự án chuẩn bị chào mới đó hoàn toàn miễn phí. Và cái dự án mà mình đang chuẩn bị chia sẻ các bạn sẽ tham gia vào ngày mai, đó là dự án Vika Art Money. Đấy, thì dự án này chuẩn bị nó sẽ được tập lên sàn MX, thì bây giờ thì nó chưa lên, thì các bạn sẽ bỏ phiếu đồng MX token vào đây. Thì ngày mai chương trình nó diễn ra thì nó sẽ trao tặng cái token này miễn phí cho các bạn. Đấy, thì khi mà các bạn có sở hữu được cái đồng token này rồi thì các bạn có thể bán ra kiếm lời hoặc là sử dụng nó như thế nào là tùy các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia Kickstarter trên sàn Mix Global. Thì ở đây ta sẽ có hai giai đoạn. Thứ nhất là các bạn cần phải sở hữu đồng MX token. Và cái thứ hai là các bạn sẽ tham gia bỏ phiếu. Thì đầu tiên, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua cái đồng MX token như thế nào. Rồi, thì bây giờ các bạn xem trong ví nè. Các bạn bấm vào mục tài sản, tổng quan ví. Thì hiện tại các bạn thấy hiện tại mình đang có 148 đồng USDT. Là mình vừa nạp. Mình vừa nạp vào 148 đồng USDT. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng đồng USDT này để mình mua đồng MX Global. Mình bấm vào mục thị trường nè. Rồi, mình tìm đến là MX Token USDT. Mình nhấp vào. Rồi. Cái tại đó kêu bạn là hiện tại là mình chưa có liên kết số điện thoại thì các bạn cứ tạm bỏ qua. Còn bạn nào mà đã liên kết rồi thì muốn liên kết luôn thì liên kết. Còn tạm thời thì mình cũng không cần thiết, thì mình nhắc lại sau đi. Rồi. Đây. Thì đây là cái giao diện JCon giao dịch trên sàn Mix Global. Thì các bạn thấy là mình đang chọn cặp giao dịch là MX và USDT, bởi vì mình vừa nạp USDT vào. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng USDT để mình mua đồng MX. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mua. Thì bên cái khung mua này nó có hai khung mua bán ở đây. Thì các bạn thấy giá thị trường là hiện tại là đang là 1.7773. Bây giờ mình sẽ copy cái giá thị trường này, mình bỏ vào đây. Giá. Rồi, mình muốn mua thì mình muốn mua hết luôn, mua hết toàn bộ USDT luôn. Nhấp vào. Rồi. Hiện tại nó là 1.7773 thì mình bấm đây. Rồi. Mình điều chỉnh. Rồi xong mình bấm vào mua vào. Đây, đặt lệnh thành công rồi. Các bạn sẽ thấy cái lệnh mà mình vừa đặt nó nằm ở đây. Thì khi mà nó khớp lệnh thì cái dòng này nó sẽ mất đi. Bây giờ mình thử reload lại xem. Nhắc lại sao nha. Rồi, hiện tại mình chưa khớp lệnh bởi vì giá nó đang tăng cao lên. Bây giờ mình bấm hủy. Mình sẽ chọn qua giá thị trường để cho nó khớp ngay với giá tốt nhất của thị trường luôn. Rồi, chọn hết tất cả. Rồi, vậy đi. Cái giá này thì mình sẽ không điền được bởi vì nó sẽ tự động khớp lệnh với giá thị trường. Mình sẽ chọn qua giá thị trường cho nó nhanh. Rồi, mình chọn vào cái tổng USDT. Mình bấm vào mua vào MX. Rồi, khớp luôn rồi. Thì mình coi lịch sử lệnh coi. Nó đã khớp ở cái giá 1.7798. À, đấy. Các bạn, khi mà các bạn chọn giá thị trường thì giá nó sẽ hơi cao một tí.
bởi vì nó sẽ khớp với cái giá tốt nhất mà chúng ta có thể khớp lệnh. Còn các bạn chọn lý VC, các bạn sẽ tự động đặt giá và các bạn chờ nó khớp. Thì ở đây mình làm demo cho các bạn, cho nên muốn khớp nhanh chọn giá thị trường luôn. Rồi thì mình đã tổng cộng mình mua được là 62,84 đồng MX với tổng cộng là 147 USDT. Rồi bây giờ mình có đồng MX rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tham gia vào, mình chọn Kickstarter. Đây. Đây, thì các bạn thấy là hiện tại thì mình vẫn chưa có thể bây giờ các bạn thấy nè, dự án nó, tất cả các dự án nó đang chạy ra, thì các bạn sẽ thấy là hiện tại mình có cái dự án là Pika, nó sẽ chạy vào 10 giờ ngày 1 tháng 3 và tới 17 giờ 50 ngày 1 tháng 3, tức là ngày mai rồi. Hiện tại thì là hôm nay là ngày 28, thì là 10 giờ ngày sáng mai thì mình mới có thể bắt đầu tham gia bình chọn. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ có thể đấy, các bạn thấy không? Bây giờ nè, khi mà mình nhấp vào nè, tại vì bây giờ chương trình nó chưa khởi chạy, mình nhấp vào và các bạn thấy là hôm nay là ngày 28, cho nên là hiện tại là khi mà mình chọn hết tất cả, mình bỏ phiếu hết 82 đồng của mình, MX của mình vào, mình nhấp vào thì nó vẫn chưa hiện ra cái chữ bỏ phiếu. Thì vào thời gian, khoảng thời gian là vào ngày mai nè, 10 giờ ngày 1 tháng 3 vào ngày mai, thì các bạn sẽ vào đây và các bạn có thể bắt đầu các bạn bỏ phiếu và để các bạn nhận được cái token BK miễn phí được rồi. Hoặc là tương tự những cái dự án khác như là M Meta thì nó cũng, các bạn cũng có thể bỏ phiếu vào 9 giờ sáng ngày mai. Đấy. Hoặc là những cái dự án này thì tất cả những cái này đều hoàn toàn miễn phí các bạn. Các bạn chỉ cần sở hữu đồng MX token của sàn Metlobal để tham gia. Ngoài ra thì nó, ngoài ra cái Kickstarter này thì miễn phí, nó còn có những cái chức năng earn khác. Đấy. Thì mình đã cũng có giới thiệu trên bài viết trên website confubetway.com. Thì cái sàn có hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Met. À, thì mình cũng đã giới thiệu qua những cái token sàn MX để mà chúng ta có thể tham gia được những cái này. Các bạn có thể đọc thêm về cái những cái này là cái gì, mình để cái link ở dưới phần mô tả video để các bạn đọc thêm. Rồi thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách mà chúng ta mua đồng MX token trên sàn Met Global, sử dụng USDT và chúng ta tham gia vào Kickstarter bình chọn để nhận cái token miễn phí trên sàn Met như thế nào, thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì nếu như mà các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì hãy để lại cái bình luận bên dưới phần mô tả video thì mình sẽ giải đáp. Thì ngoài ra thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ video này, và hãy đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube tôi là Hạng Hiếu, thì những cái video trong tương lai thì mình đăng lên thì các bạn sẽ là những người nhận được thông báo đầu tiên. Rồi cảm ơn và chúc các bạn một ngày thật là tốt lành.